Mọi người gọi tớ là Doraemon tóc xù. Tớ có một đôi mắt biết nói, rất chi là thích hát và nhảy. Tớ là Mon Hoàng Anh. Nhảy, ca hát, diễn xuất là sở trường của cô bé này. Trông cô ấy thật cá tính. Quay mặt lại nào, Diệu Hân, nghệ danh Hana. Đơn giản, lãng mạn, thích chơi đàn guitar. Việt Tiến, nghệ danh T-Up, là anh cả nhưng rất trẻ con. Nụ cười móm duyên và chơi beatbox khá tốt. Mạnh mẽ, cá tính, đôi mắt của một chú ngựa hoàng thích nổi loạn, chiến thắng, nghệ danh Winner. Xin chào tất cả khán giả của Cha Con Hợp Sức phiên bản Lữ Khách 24 giờ. Và chúng mình là nhóm P336 là một nhóm nhạc toàn năng với 10 thành viên tuổi teen, từng tham gia biểu diễn trong và ngoài nước. Cả nhóm đang dần khẳng định tài năng của mình qua những sản phẩm gửi đến khán giả. Đại diện 4 thành viên đến với chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm lần này, họ sẽ trải nghiệm điều thú vị gì đây? Đây cũng là lần đầu mà em được tham gia vào Lữ Khách 24 giờ. Chắc chắn là cái phần mà em lo nhất là phần mà xin ở nhà dân. Mình đi xin ở nhà người khác mà nhỡ người ta mà không tin tưởng mình. Mình không có gì chứng minh cho người ta để tự nhiên tin tưởng. Không biết ngủ đâu luôn. Đây là lần đầu tiên mà em được tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức phiên bản Lữ Khách 24 giờ thì em cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Vì cũng như anh T-Up thì em cũng rất là hồi hộp về cái phần mà đi xin ở nhà dân. Thì em có xem trên YouTube thì cũng thấy rất là nhiều các nghệ sĩ thì họ cũng đi xin nghỉ nhà dân, nhưng mà em thấy anh Xuân Nghị không xin được mà em như thế nào. Em xin lỗi anh Xuân Nghị, nhưng mà em không biết là nếu mà không xin được thì em có phải ngủ ngoài đường hay không, nhưng mà chắc phải cố gắng thôi. Thì hiện tại tụi em đang ở công viên Nguyễn Thị Bảy, là nằm ở thị trấn Cần Duộc thuộc tỉnh Long An. Đây là lần đầu tiên mà em được đến miền Tây và cũng như là lần đầu tiên mà em được đến Long An, cho nên là trong tiềm thức của em thì hầu như là không có biết cái gì về Long An hết, cho nên là đang cũng cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Thật ra là Long An là quê của ông ngoại em, nhưng mà ông thì mất lâu rồi và em thì ở ngoài Bắc nên là cũng chưa bao giờ đến Long An. Không ngờ là mình lại có cái cơ hội để đến đây, rất là vui và xúc động. Lúc đầu là cả bốn người luôn, là cứ tưởng là được đi Bạc Liêu mà không ngờ đi đến nơi là lại là tỉnh Long An. Thế là cả bốn anh em luôn chưa kịp search trên Google về Long An. Từng thành viên hãy đọ sức với một người dân Long An. Ai để ngã được sẽ nhận được một quyền trợ giúp trong hành trình. Để em trước cho. Rồi, cố lên. 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi giời ơi, Hoàng Anh ơi. Trời ơi, nhục quá à. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ là hai người mình kéo được chú này mà chưa chắc đã được. Bây giờ thử hai người đã nhá. Bây giờ chú chấp hai con được không chú? 3, 2, 1. Thôi chưa có bằng nào. Ôi, mình đợi chồng ơi. Rồi thôi, chị Phong, chị Anna. 1, 2, 3. Về. Chủ sao chủ kéo thua gì này vậy? Các bạn biết là mình là một người con gái duy nhất trong B36 này. Giờ không có sức mạnh mà sử dụng mỹ nhân kế. Cô trai, thế nên nhiều con gái đúng không? Thì chúng phải làm cách nào để cho những người này nhiều con? Vì dùng mỹ nhân kế thành công, Anna khoái chí và quyết định. Trong nhóm của em thì không chỉ là biết hát, biết nhảy không, những người còn có những tài lẻ khác nhau nữa. Ngoài khả năng hát và nhảy ra thì em có thể hát chầu văn. Bây giờ em sẽ gửi đến quý khán giả một đoạn chầu văn trong ca khúc Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin thay một thu cô đôi ngàn, bầu trời cảnh vật ý. Phong quan bốn mùa trên bát ngát, trăm hoa đua nở dưới cành bầy, cầm thu đua chơi.
Ờ, bây giờ mình big bốc nha. Non stop. Non stop. Phát thanh hiển. Bây giờ, bốn thành viên đi theo hướng dẫn tìm gặp chú Tám Tèo để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Chưa thấy chú Tám ở đâu mà đã thấy trời mưa rồi. Thế là... Thời tiết như thế này lại là... Hay gì? Hay gì? Hay gì? Đi du lịch mà đi trải nghiệm mà lại mưa này thì hay ở chỗ nào? Chú ơi, chú có biết nhà chú Tám Tèo ở đâu không ạ? Ờ, nhớ là chú Tám Tèo ạ. À, bọn cháu là nhóm nhạc B336 thì hôm nay bọn cháu đang ghi hình chương trình Cha Con Hợp Sức phiên bản Lữ Khách 24 giờ thì được các cô chú cho nhiệm vụ là sẽ tìm chú để chú giao nhiệm vụ. Về đây thì đây thì thông quê. Dạ. Đây thì trước là cá. Dạ. Với lại lương. Dạ. Đó. Thì cá thì cũng làm cũng 4 món. Cá thì có lóc cũng có con chua. Dạ. Nướng được. Dạ. Kho. Dạ. Chưa hấp chưa cũng được. Dạ. Còn là lương thì ta cũng xào ăn, cơm gỏi, cháo, nướng, cá nuôi, rồi mấy đứa xuống bắt. Nghe chú Tám kể có vài món từ cá, lươn mà đã thấy thèm rồi. Muốn ăn thì phải đi tìm thực phẩm cái đã, chứ ở đâu mà có sẵn. Còn cái này, dùng bắt đây ạ. Ồ, có vẻ vui, có vẻ vui. Mỗi đội phải lội xuống ruộng, bắt được một con cá lóc và một con lươn. Em sợ lắm. Em cũng sợ lắm. Tự đang thao dõi là 2 giờ 4 đứa xuống bắt. Wow, liên tục điều tra. Chú ơi, chú vậy thì cá nó có cắn mình không ạ? Nó có dễ làm đứt tay mình. Wow. Rồi, sao Winner ơi? Ui. Sao, ở dưới đó thấy sao Winner? Toàn bùn. Ôi, làm như nào nữa ạ? Ôi, cái này dễ. Nhưng mà phải tát qua hết á, hiểu không? Ôi, thế đến bao giờ ta? Mặc dù là hồi nhỏ rất hay đi với ba đi ra ruộng nhưng mà chưa bao giờ bước xuống này. Tôi còn chưa bao giờ đi ra ruộng này. Hà Nội chính gốc. Cảm giác là như là đang được massage chân ý. Em toàn buồn. Đâu bây giờ chia nhiệm vụ ra. Bây giờ mỗi người một góc đi. 10 phút là phải bắt được một hoặc hai con. Thật đó hả? Con cá ngoài chợ em còn chưa cho dám cho tay vào ấy. Trời ơi, bát tôi còn không biết rửa. Ui, ui. Anh Tiến, em hãy thò tay xuống bắt đi, đừng đứng. Anh đang nhìn em ơi. Không nhìn được đâu, phải thò tay xuống. Chọc chọc thế mà nó chưa chạy là mày biết rồi cái gì. Ôi, ui, ui. Sợ quá à. Đưa đây, cho thắng cho anh mượn. Anh thử vắt. Ở đây đâu đi, mọi giờ biết cái nào được. Ôi chú ơi. Trang là không có đồng cái này quá. Thực hành cho bọn chú cháu xem. Chú cháu xem chú ơi. Đúng rồi, thị phạm đấy chú. Ui, ui. 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 Đây sẽ là một trải nghiệm đáng sợ nhất trong lịch sử V36. Em thấy thế. Bây giờ em sẽ hy sinh đầu tiên cho tay xuống. Giờ đứa nào cũng sợ làm nào. Bây giờ như này này, họp lại. Bây giờ mà không bắt được là tối nay không có gì để ăn đâu. Hy sinh một chút không sao. Thầy bị bắt nhá, thầy bị bắt nhá. Ok. Nó kia. Đâu? Đây này. Thôi, chụp luôn, bỏ tay xuống chụp luôn anh Thiết. Ui. Ui. Ôi trời ơi. Mày vượt biên giới rồi chú ơi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mà người ta có nỗi khổ của các bác nông dân rồi. Vất vả là một phần nhưng mà phải đối mặt với nỗi đáng sợ này mỗi ngày thì thật là không thể tin nổi. Có lẽ chính vì thế mà kiểu người ta đã quen dần, ngày nào cũng làm nên là quen dần rồi. Cứ đi nhìn gì mà sao mà thấy hay tìm cách tới mò đấy. Vấn đề là tôi không sợ bùn mà tôi không sợ bẩn mà tôi sợ tôi không nhìn thấy cái chân tôi có con gì dưới này thì sao? Sao những con cá này lì thế không biết? Làm cả bốn anh em loay hoay mãi vẫn không bắt được con nào. Thế là anh cả đã dùng Mỹ Nam kế. Chú có biết cái gọi là 37 không? Giờ chú bắt được con lươn, ví dụ nó là 10 phần. Cháu chia chú 3 phần, cháu 7 phần. Nếu vậy bắt được thì khỏi nó kêu bắt gì. Ôi, cảm thấy cái này thật là khó khăn chú hả? Cái chuyện chú bắt được con không bắt bắt làm sao được. Thôi em sẽ quyết định rồi, em sẽ đứng ra em. Em thì nhưng nó đâu rồi đây. Bây giờ anh là anh cả, anh em cố lên muốn, em anh ra. Làm đi, tối nay em vào bếp hết, anh chỉ việc ngồi ăn thôi. Đúng, em sẽ sắp mâm cơm cho anh. Đâu ông ơi đây này. Đâu, bên này có một con này. Bắt đi. Con này gầy quá, không bắt nữa. Bắt con béo béo ấy.
Trúc Xuân. Bây giờ cứ ném đại đi. Anh ném xuống, anh ném xuống. Đây này. Được chưa? Cho tay bắt đi. Chú ơi, giờ cháu làm việc khó nhất rồi, chú làm việc dễ hơn đi. Hai, ba. Chấp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cháu làm. Yes. Anh trơn quá. Anh trơn quá. Không sao, làm lại. Đúng rồi. Nói vào. Quay. Kìa. Ôi trời ơi, ông hất bàn rồi. Ôi trời ơi. Bỏ nước ra cho nó không chạy được. Yeah. Yeah! Yeah! Kinh đông đôi! Ấp đi! Nó dài quá, nó dài quá! Ấp đi! Đây đi, ấp cho! Không phải sợ mà nó cứ làm mình giật mình ấy! Ôi! Nó như cái vỗ đó, nó thọc tay xuống bắt lên! Nó chết rồi, nó thật rồi! Nó chết rồi, ông cứ hất cái gì đấy! Để ở kia! Nhưng nó giả chết thì sao? Được hai con rồi. Nhìn nó sợ quá à. Nãy giờ công của anh tí là không có nhá. Này, tôi là người khởi đầu cho cái sự dũng cảm này. Đã sắp hết thời gian nhiệm vụ mà vẫn chưa hoàn thành. Thông báo nhiệm vụ thay đổi như sau. Mỗi người phải tự bắt hoặc một con cá lóc hoặc một con lươn. Ê các em ơi, nhớ mình học gì ở John Robert bao giờ về nỗi sợ không? Ví dụ là mình sợ con rắn thì mình bắt con rắn lại, rồi mình vẽ lên mặt nó rồi đeo cho cái nơ. Cái chính là em bây giờ còn không dám bắt thì làm sao mà mình để vẽ nó được. Ê các em ơi, ở đấy anh đấy, bây giờ cả ba đứa mỗi đứa cầm một khúc. Wow, wow. Đây là lần đầu tiên mà em trải nghiệm là mò cua bắt ốc như này. Và thực sự thì em chỉ sợ một cái là không sợ bẩn, em không sợ dơ, em chỉ sợ một cái là con lươn nó cắn em, bị nó giống con rắn ấy ạ. Nó cứ lùa lùa giống con rắn, còn con cá thì cũng bình thường, cũng không sợ lắm. Em nghe chứ mà đạo diễn bảo là nếu mà bắt được 4 con thì đây có 3 con rồi, nếu bắt được có 2 con rồi thì nếu bắt được 2 con nữa thì sẽ được ăn. Thì em mong chờ cái điều đấy và em nghĩ là mình phải cố gắng, vì cái này mình cũng suy nghĩ một cái tích cực đó chính là nó không cắn mình đâu, rất là kiểu bình thường. Hay là mình thấy một con cá phát là mình vào mình chụp luôn, hay là mình mang lên đầu tiên. Cũng thực sự cảm thấy rất bất ngờ vì cái trải nghiệm này giúp cho mình cảm thấy là bớt cái nỗi sợ hơn. Cố lên! Kêu! Help me! Mặc dù là thời gian làm đã quá lâu rồi, nhưng mà đã quá cái luật chơi rồi, nhưng mà chúng tôi không bỏ cuộc. Tinh thần của V36 là không bỏ cuộc. Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại, không tìm được cá ăn. Hình như em thấy tụi mình là vừa dục con cá hoài đó. Đánh nó cho. Yeah. Oh, yeah. Cố lên. Mày chết. Đau quá. Yeah. We are friends, honey, we are friends. Dù ngày nắng hay đêm tối đen, we are friends. Trời thì mưa, vất vả cả buổi dưới ruộng, lo sợ vì phải chia hai đôi riêng biệt để thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, cả bốn bạn đã luôn hỗ trợ lẫn nhau và cuối cùng, họ đã mang về kết quả ngoài sự mong đợi. Họ sẽ phải làm gì với số cá này?